ជាអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍លោកចាក់បណ្ឌិតលីវ៉ាន់ធីចាស់សំសួរជាប្រធានកម្មវិធីអេដស៍និងសុខភាពនៃអង្គការទស្សនពិភពលោកព្រមទាំងចម្ការគឺលោក long mê rong nhóm đã hộp chọc cho mùi mật thẹp vô mạng nhóm tàu lấy rộng sàn mùi nó nhóm ở bên ấy nhóm tôi ta về giờ vắng bệnh bệnh luôn chứ chết mình vô cho anh đã rộm vông và rộm vông chắc tàu rô hộp chọc cái tuổi chẳng không nhóm tàu hộp chọc chẳng hay nhóm gà về chúng văng nhau rồi xây xây hao tàu đê chân đâu phải tàu xài lăng nhau một thứ càng như bên hai rồi có tưởng chạm vào đó mà việc rụ chân phải phụ mã nhau nó chạy là phải buôn tàu đa lên được. Nhóm khuyên quạt rì lo hai nhóm chê ta nhóm nó khuyên nóng chất nhóm nhóm tha nhóm ta chua nhóm ta chua luôn nhóm ta chua muôn bà đây nhóm chà là phò là chênh màu nâng có nhóm ta vô mơ đã dần nhà nhóm tha nhóm miên tụ mê rụt ế thả hay miên phép chị bà là nhóm ao chùm lăng để cùng lăng chất đó đó ở cùng lăng chất nhóm nhóm nó khuyên tha bà dân chỉ nhóm slap tới mun slap ko vie yu na dae mien men slap phlem phlem nu te som ong srei snap chuoy picharna ae phnom som smot chong ko srei nu te song kha mun mao jeung khoeng tha ka phsie ko ba jeung khoeng tha ka chlong merop et cái lò máu nó phiền cho nó để dùng chưa có tới khi tha từ lừa từ hiền nó vật lý nè và ta là lớn đi việc chia tu từ từ hời và là hôn mà đau bên đi quạt tục mày đột luôn ai nó còn quạt vừa từ lọp từ lên sọc từ lên và bồn cồn quạt chầm lon từ đầu và bồn cồn quạt nâng sọc ní chưa cầm thai tóm tam tia là bỏ ăn cả chắc là bị phục lố đại bàn cho tôi mới nè thấy tuổi sọc kiếm chiến nè chúc mừng ed nhâm chùa tư sọc khiêm lo nguy bất đây chà quạt tàu lên chà đào bê quạt đặt đập bì khai bay khai ăn châu tiền bắt đò chà nắt mong
ọt miên rư mục thảo chèo cho ai ọt ấy chui miên sân ấy ao mò hộp bò bồ chẳng tao tại vì hộp ọt cả sang tiền tao lưu về miên chặt rì rì tao vì còn ba bàn khơi một con bàn dù tờ tiên là khơi dây nà con anh ấy dừng dây tam thông thoa nà hay mà lại nóm khí xong cái tiên ao về tàu mà tới hẹp cái ao ba mà nè bay rồi chè trom to xuống khơi này khơi là ăn ni cô nai mà tu ăn cha chào đi chập tàu sớm mọi ăn cá chuối câu nướng mùi lúa bấu à chlóng á nướng ỏi nên chúng mua Sina. Sina cho ai dụ mà này. Đập bay, mùi tật ai cốt, bọc áo, đám bay, làm bò bòi cốt hậu. Làm ai tiên? Tâm tật. Ừ. Đây, bọc tia. Bọc tia, người bọn. Mình chọc tâm chọc vậy hả? Chọc bò bò, chọc thân nam, cốt hậu tật. Ừ. Nhưng mà ai cốt liệt thân nam bị ăn cà. Nhưng xung không tha, mai khi nhóm ạch chìa bàn. គួរឲ្យសោកស្ដាយអ្នកស្រីទូចសុខឃីមបានទទួលមរណភាពទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2003ចូលឆ្នាំ2000ហ្នឹងខ្ញុំវាចេះខ្ញុំដេកសពថាចូលឆ្នាំ2000ហ្នឹងខ្ញុំខែ12ហ្នឹងខ្ញុំដេកសពវាដូចថាយើងមិនដេកគាត់របិតផ្នែកទៅដូចគេមកប្រាប់ចឹងថាប្តីនឹងឯងកាត់អីទៅគាត់ប្រពោះខ្លួនឲ្យថាគាត់ឈឺជំងឺនឹងសំណុកគេហៅថ្នាំមកអីណាគាត់នៅតម្លាក់គាត់នៅថាគាត់កាពះគាត់ដើរលេងច្រើនយ៉ាងហ
Mần tám khai đừng bay có miên đấy, ọt ọt đấy. Bơi cột khâu chẳng. Dòng bay cái năm bì bốn, có thể luôn chư chẳng ấy, còn nó chỉ liệt tiền. Còn nó chỉ liệt tầm miên tiền, tầy chùa, tè chùa lấy cái nơi tiền. Lục sư bột ra, à tây tắc đà ra phiệp dân, nâng chí bật thiên xa mạng công sát sát đâm bay áp bí vọt thôn tìm mần ú, miêm túc mê rộng ếch, hãy lục mà riêp chóng krom kòm trô nẹ chung ngư ếch. Ông phơ phơ nâng lập bay sre nâng cam toàn hà tìm đoàn xôm ấy sọc bơm nâng ông phơ cam toàn hà nâng tìm đoàn bà. Bởi dân tục sát bần nâng mặt bàn tế ếch nâng trông tập ọc lục hời, ní xâm đáy tờ lơ bù rọc bà. Sáng sợ trấy của dân đồ chung đáy. Cùng ôi dốc thàm cam toàn hà nâng chỉ thàm xua. Xôm ấy sọc bơm về tư. Xôm ấy sọc bơm về dân nàm ấy đồ chỉ rục trong phụ tòa. Tùm rõm đăng thật luôn anh khóc vì khô bê bắt tờ hơi. Chà nơi vị trí san pastor Campuchia, một đôi thưa tay chim anamuk nâng ật bóng thái. Chà bao nhiêu năm bị tăng, bị năm một bom bầm buồn rồi một thưa tay chim nơi tini miền chấm nuôn bầm mùi mớn, bầm bơ rồi cao sập bầm bơ nẹt. Nông một khái, dương từ tua ban nẹt sma chật một bị nứt chim nơi vị trí san pastor Campuchia miền chấm nuôn bầm bơ rồi nẹt. Hai nẹt tốc mèo ấy miền chấm nuôn đọc bầm buồn phe rồi. Chấm pu nẹt đầy miền là tập hall ạ vị trí miền. Dương nâng bàn rùm lực bì bà nhà hà ca bìa thưa mạch ao kê bàn ao kê bàn chạy bì rộp biếp ca bìa đò bê lực ráo kê nâng tài là miên là tập hòa ạ vì chì miên đò đài khiêm kết tha bà tê dương cùng bông tài cờ hai bà xây bà chì bòn ní ọt toàn miên thân ám phía bà ế chì đà tê đồ chì nê vì thiên là ca bóng ca nâng ca bìa cư chìa cô đào thông bóng phót khăn ông ca tốt sát ca rì ị rìa đà nây mì rộp ếch bà chìa chân khmai cô nạ tài đăng tình ọc nê tha khluôn mà nẹ cô ca giang mách đầm bay rùa ở bàn miền dịch đầy sóc, miền sóc của phía bà ớ. Ông ca, cựu bếp bị phục lộng được nụm bình, miền cam bị thiếp chiếc 3 miền bật sật tập hiếp, xóm rộp nẹp tốc mê rộng ếp nâng chùm ngực ếp. Ôn chư nập tê dũ hay bàn chôn màu dương nâng? Bảy đòn hơi. Chưa khắng hả? Chúng tôi tới dân ao nhập về bớt hay đó về chừng người ế dân ao nhập về đường nghiệp hay đó về nhà chừng người nông về ngoan tới kinh bớt cái ao dân kinh anh là kỳ khó có ai tháng năm có dân bắt đầu là kỳ khó đấy bài trái chỉ nhà chừng người tu tới nữa chừng người ế được nếp bàn tay lời nấy phía rồi nên nhà chừng người ế nó về tràn cho nhà chừng người tu tới nó về cái sập phía rồi hàng ế nữa đây là cana dương para nam chạ hới bên nhà chừng người thu sa hới nè chừng mưa chén bìm tì pét, dùng prai thau nam cọp nấy, đầm bay môi chỉ vật, đầm bay cá pía cùng ao sập nắng vì vật tục
ក្រៅប្រសិទ្ធនឹងវាមាននៅក្នុងគូកបាយើងខ្លះណាប៉ុន្តែកណ្ដាលចំពោះអ្នកជំងឺអេដស៍វាតែងតែຕົកនៅអ្នកជំងឺធម្មតាវាអត់ទៅຕົកដែរអ្នកដែលជំងឺធ្ងន់ហ្នឹងភាច្រើនការប្រើថ្នាំអស់ដូចថាវាអស់តិកាច្រើនណាព្រោះជាថ្នាំមួយដែលថ្លៃហើយប្រើមួយជីវិតហ្នឹងឆ្នាំ2000ហ្នឹងខែ11ខ្ញុំនាំគាត់ទៅជួយឈីនៅពេទ្យបាយ័នគាត់ហ្នឹងនៅលក្ខខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំដឹងឯងគាត់បកទៅផឹកឆ្នាំខ្មែរនៅរងវែងទៅទិញឆ្នាំខ្មែរនៅរងវែងហ្នឹងអស់ជាង3លានឆ្នាំហ្នឹងគឺដឹងជាឆ្នាំស្អីគេដុសដាក់កណ្ដុំឲ្យគេឲ្យយើងទិញអាចាន់ទីអាសាច់ចាន់ទីហ្នឹងយកមកច្បាស់យកមកច្បាស់យកជ័រវាត្រាំមួយស្រាហ្នឹងទៅគាត់ចេះភាសាទៅ ចាក់មកលភាអញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំអ្នកចាក់ហ្នឹងក៏ដួលវាខ្លាំងពេកឆ្នាំហ្នឹងវាខ្លាំងតែហ្មងបើថាឆ្នាំគេប្រកែតែឆ្នាំគេប្រកែផឹកទៅវាដេញរោគខ្ញុំម្ដងទៀតផឹកម្ដងទៀតមានតាន់តែអស់ឯណាតាមពិតទៅឆ្នាំខ្មែរពុំអាចព្យាបាលឲ្យជំងឺអស់ទាំងនេះបានជាសះស្បើយទេបាទដោយយកចូលទៅលើថាភាពជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំមកកើតជំងឺនេះតែម្ដង ដែលខ្ញុំមានការប្រើប្រាស់ទៅលើអូសុបឆ្នាំអូសុបបាទទៅតាមវិជ្ជាវិជារបស់ដុកទ័របាទទៅឲ្យខ្ញុំនឹងមានសុខភាពល្អប្តីខ្ញុំយ៉ាប់ហើយព្រោះអីទៅមើលឈាមមានជំងឺហ្នឹងឯងគាត់មិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យប្រគល់កូនមើលសោះបើគាត់មិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យយើងមើលមិញបានយូរទៅប្តីឈឺកូនឈឺឯងកុំយកទៅបោះបង់ចោលនៅទីពេទ្យអញ្ចឹងបើយើងយកទៅពេទ្យយើងទៅថែរក្សាគ្នាឲ្យចប់ចុងចប់ដើមទៅ ជំងឺវាមិនចេះតែឆ្លងគ្រប់តែគ្នាទេបើយើងឈឺមួយយើងបោះចោលឈឺពីរយើងបោះចោលបានណាថែអាសាគ្នាទៅអ្នកជំងឺនឹងគ្នាបាក់ទឹកចិត្តវាកាន់តែត្រុតត្រោមទៅហើយអើអយធ្វើអយស្រីថ្លៃអើអើយនាងលំបាក់កាយអើអើយ សូមអរប្រជាទូទៅដល់នៅសិនដល់ក្រុមយើងផងអើងអើយសូមអរប្រជាទូទៅដល់នៅសិនដល់ក្រុមយើងផងធ្វើមិនដឹកមិនជាខុសឆ្គងអើងអើយ ជ្រុលខ្លួនទៅហើយធ្វើមិនដឹកមិនជាខុសឆ្គងអើងអើយជ្រុលខ្លួនទៅហើយសមបុរសលោកអ្នកសង្ស័យថាខ្លួនលោកអ្នកមានទុកមេរោគអេដស៍សូមអញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តឈាមខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរផងដែរថាតើក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំដែលបានមានជំងឺអេដស៍នេះថាតើលោកតស៊ូនឹងរស់នៅជាមួយនឹងជំងឺអេដស៍នឹងដោយរបៀបណាដែរចា៎បាទបាទខ្ញុំសូមអរគុណនៅសំណួរនេះហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបរិយាយក្រោយពេលដែលខ្ញុំមានជំងឺនេះអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំនោះគឺថាជំងឺនេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្ញុំពិបាកក្នុងការរស់នៅមែនទែន បាទព្រោះថាពីដំបូងខ្ញុំពុំតាន់បានដឹងពីសេវាថ្នាំឱកាសនិយមនិងសេវាថ្នាំពន្យាប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលបាននៅសេវាថ្នាំឱកាសនិយមក៏ដូចជាសេវាថ្នាំពន្យានោះគឺថាបានធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ខ្ញុំនឹងគឺអាចរស់រានមានជីវិតឡើងវិញបានហើយខ្ញុំសូមបកមកក្រោយវិញបន្តិចមុនដែលខ្ញុំ ជំហានដំបូងដែលខ្ញុំបានទទួលសេវាថ្នាំឱកាសនិយមក៏ដូចជាសេវាថ្នាំពន្យានោះខ្ញុំរៀបនឹងស្លាប់ជាមួយ3ដងទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺដោយសារបានប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំនិងនាំខ្ញុំទៅរកសេវាថ្នាំឱកាសនិយមក៏ដូចជាសេវាថ្នាំពន្យាបាទទៅធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងអាចរស់បានទៅពេលនេះតែម្ដងបាទចង់ដឹងផងដែរថាតើទទួលថ្នាំពន្យា ពន្យានឹងចំនួនរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏តបថ្មីថ្មីនេះទេចា៎បាទថ្នាំពន្យានេះគឺខ្ញុំទៅតែទទួលបានការប្រើប្រាស់នឹងចំនួន5ខែឈានចូល6ខែតែប៉ុណ្ណោះទេបាទចា៎ហើយតាមរយៈណាដែលបានទៅទទួលថ្នាំនឹងលោកបុត្រា
សេវាថ្នាំពន្យានេះគឺយើងបានរិះសាការសេវាមានពីរកន្លែងគឺនៅមានសាំងដូចមកនឹងហើយនឹងមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមករោគសេវាថ្នាំពន្យានៅមានសាំងដូចមកនឹងគឺខ្ញុំមកតេតតងសេវាថ្នាំឱកាសនិយមជាដំបងសិនប្រសិនបើក្រោយការដែលយើងមកពិនិត្យសុខភាពទៀងទាត់ពេលវេលារយៈពេល ដែលដល់កំណត់ហើយមុននឹងគេឲ្យនឹងគឺគេមើលសេតិកាត់យើងសិនបើសិនជាសេតិកាត់របស់យើងនៅក្រុង200គឺទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើថ្នាំពន្យានេះបាទចាដោយសារតែអ្វីដែលខាងអ៊ុំត្រានឹងបានបញ្ជាក់នឹងគឺថាបានផ្ដល់នៅហបីដូចជាជីវិតជាបន្តទៅទៀតដោយសារបានទទួលការគ្រប់គ្រងការពារខាងវិភ្នាក់ជាផងក៏បូកផ្សំជាមួយនឹងរឿងថ្នាំហើយថ្នាំនេះគឺសំខាន់នឹងគឺខាងទទួលបានខាងសាំង ខាងគ្រូពេទ្យពិភពលោកចាអញ្ចឹងលោករិទ្ធិនៅទីនេះស្រាប់សូមជួយបន្ថែមថាតើដំណើរការនឹងវារបៀបណាដែរចាសសូមជួនជាសារដំណឹងនៅក្នុងពេលនេះបាទអញ្ចឹងសូមប្រាប់ទីថាឱកាសគ្រូពេទ្យពិភពលោកធ្វើការនៅពេទ្យកាលមេតាពីច្រើនឆ្នាំសម្រាប់ជួយប្រជាជនក្រីក្រនិងអ្នកផ្ទុកមេរោគអញ្ចឹងអានោះយើងចង់ជួយឲ្យសេវាថ្នាំការពារជំងឺអូកាណីយមពីព្រោះយើងបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូថា ពេលទុកមេរោគហើយក្រោយឆ្លងឆ្នាំអាចមានរូបសញ្ញាជាងអញ្ចឹងហើយនឹងជាពិបាកនៅរស់អញ្ចឹងពីព្រោះអស់កម្លាំងច្រើនពិបាកធ្វើការទៀតដូច្នេះយើងចង់ឲ្យថ្នាំការពារនិងថ្នាំជាបាលជំងឺអូកាណីយមធ្វើឲ្យនៅរស់ស្រួលជាងនិងបានធ្វើការនៅរស់ធម្មតារាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយូរៗទៅអានេះជំងឺអានេះថ្នាំជំងឺដែលលឿនទៀតអានេះថ្នាំការពារជំងឺអូកាណីយមអាចសូមមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងយើងត្រូវថែមថ្នាំពន្យាទៀត ប្រទេសថ្នាំពន្យាសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជួយជីវិតរបស់អ្នកជំងឺប៉ុន្តែជាថ្នាំពិបាកលែងដែរពីព្រោះត្រូវលែងរាល់ថ្ងៃច្រើនឆ្នាំអានេះអស់មួយជីវិតអានឹងជាប់រហូតបើសិនជាមិនជាប់រហូតអានឹងមានបញ្ហាថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពមានអង្ការច្រើនហើយនៅនេះមានគម្រោងជួយអ្នកជំងឺអញ្ចឹងជួយឲ្យថ្នាំជំងឺថ្នាំអូកាណីយមនិងថ្នាំពន្យា សម្រាប់ប្រជាជីវិតអ្នកទុកមេរោគអេដអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែលោករេស៊ីចង់ដឹងផងដែរថាគោលការណ៍នៃការដែលផ្ដល់ថ្នាំឬក៏ទទួលចោះឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកទទួលក្រុមគ្រូរេសាដែលរោគអេដហ្នឹងចាជំងឺអេដហ្នឹងតើគោលការណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខាងអង្គការរបស់លោកអានឹងមានជំងឺច្រើនខាងយើងដូច្នេះអានឹងពិបាកអានឹង យើងត្រូវច្រើនដាក់ជំងឺដែរថាលោកគ្នាលោកនិយាយយើងត្រូវពីនិតឈាមអានឹងពីនិតសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអានឹងបាសិនជាខ្ញុំដល់ប្រសិនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបកស្រាយដោយសារជុំការអាចពីប្រហែលប្រាប់ចាសសូមជួយចាអានឹងពេលយើងពីនិតហើយអានឹងបានច្រើនរឿងនិយាយថាអូអានឹងឈាមសទៀតពេកគាត់មានជំងឺអូកាណីយមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានឹងគាត់មានជីវនៅរស់រាយញ៉ៃអានេះពិបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹង យើងបានឲ្យឯកណាំពន្យាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់ថាយើងត្រូវឲ្យយើងមានដំណាក់ដំណងជាមួយអង្គការផ្សេងអង្គការផ្សេងបានជួយនៅផ្ទះជួយរកអីដែរដល់កញ្ញាជួយបញ្ហាប្រព័ន្ធទេពីព្រោះឯកណាំពន្យាបានហើយມັນគ្រប់គ្រាន់ទេចុងក្រោយយើងត្រូវឲ្យណាឲ្យណាជំងឺអន្តរវេងអានឹងអង្គការផ្សេងជួយនៅផ្ទះចាប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងដែរដូចជាឯដំទាផ្លាលោកអញ្ជើញនៅក្នុងនឹងស្រាប់ហើយខាងលោកបច្ចៈបណ្ឌិតវិវ័នធីច
នេះចា៎សូមអរគុណខ្ញុំគិតថាដោយលោករជីគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយថាការជួយទៅដល់អ្នកដែលផ្ទុកដោយសារជំងឺមេរោគអេដនេះវាមានកត្តាច្រើនក្រៅពីការផ្ដល់ថ្នាំពន្យាដោយសារជំងឺអេដនោះយើងគិតថានៅបណ្ដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគឺក៏បានជួយក្នុងការថែទាំតាមរយៈនៅផ្ទះជាពិសេសគឺការថែទាំតាមរយៈជំងឺដែលឱកាសនិយមហើយក្រៅពីនោះទៀតខ្ញុំគិតថាដើម្បីជួយឲ្យគាត់អាចឆ្លងផុតឬក៏អាចឲ្យគាត់មានអាយុទៅមុខទៀតបាននោះក្រៅពីការផ្ដល់ថ្នាំនោះគឺថាយើងត្រូវមានការជួយគ្រប់គ្រងតាមផ្នែកស្ទេអារម្មណ៍តាមផ្នែករាងកាយដូចជាការផ្ដល់នៅអាហារឬក៏
ផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណឬមួយក៏តាក់ទងនឹងរឿងអ្វីដែលកិត្តកតាបផ្លូវចិត្តតាមបែបគាត់អាចនេះបាននឹងលើសពីនេះទៀតខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺតាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសារនិងតាក់ទងសហគមន៍ដែលជួយគាំទ្រគាត់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាគាត់ទប់ទល់គាត់អាចរស់រានឈរនៅក្នុងសហគមន៍បានប៉ុន្តែជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាន់ធីតើនៅក្នុងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកនឹងមានជាកម្មវិធីអីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការជួយខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលយើងលោកជាក្នុងឋានៈជារងគ្រោះដោយថាទឹកតែឆ្លងនៅមានរោគសញ្ញា HIV ហើយនឹងទៅផ្លាយទៅជាអ្នកជំងឺអីដែលក្នុងដំណាក់កាលដែលមិនទាន់ដល់មកអញ្ជើញមកដល់ស្នាក់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យណាទទួលឆ្នាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យដូចជាលោកមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងតើនៅក្នុងវិថាបានគ្រប់ដប់ដល់ប្រពន្ធណាដែរចា៎អរគុណច្រើនបងតាមពិតនៅក្នុងអង្គការទស្សនៈពលកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺថាយើងបានបែងចែកជំងឺជា3ប្រភេទជំងឺប្រភេទទី1ហ្នឹងគឺថាជាជំងឺដែលយើងដូចជាមនុស្សយើងធម្មតាយើងឃើញមានរោគសញ្ញាតិចតួចបំផុតដែលយើងលើកលែងតែគាត់មើលទៅឃើញក្នុងឈាមរបស់គាត់មានផ្ទុកដោយ virus HIV ហើយនឹងមួយក្រុមទៀតគឺជាក្រុមមនុស្សដែលគាត់មានរោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាជំងឺរាគជំងឺអង្គការនិយមមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងធ្វើការបាននឹងប្រភេទមនុស្សទី3គឺជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដែលខ្ញុំគិតថាជាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការបញ្ជូនមកដល់ការថែទាំទៅផ្នែកមន្ទីរពេទ្យនោះឯងបាទហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺថានៅពេលដែលក្រុមមនុស្សទាំង3នោះគឺយើងមានក្រុមរបស់យើងដែលមាន4នាក់ដែលក្នុងនោះគឺថាមាន2នាក់ដែលគាត់ជាអសតជាមានវិជ្ជាជីវៈជាពេទ្យហើយនឹងមានម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកជួយអប់រំហើយនឹងមានម្នាក់ទៀតជាប្រធានក្រុមក្នុងការចាត់ចែងការងារទាំងអស់នោះនៅពេលដែលក្រុមរបស់គាត់បានទៅដល់គាត់មានផែនការឬក៏ពេលវេលាត្រឹមត្រូវច្បាស់គាត់ក្នុងការជួយទៅដល់មនុស្សទាំងអស់នោះអ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់គឺថាគាត់អាចជួយក្នុងការបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យហើយនឹងជួយមើលការថែទាំមកទៅដល់ដូចជាការផ្ដល់ជាសម្ភារៈដូចជាអង្គរដូចជាប្រេងហើយនឹងមានមីនិងសម្ភារៈដទៃទៀតក្នុងការជួយគាត់ដល់ឡែកអ្នកដែលស្ថិតនៅកម្រិតទី1និងទី2យើងហាក់បីដូចជាមានជាពេលវេលារបស់យើងគឺថាក្នុងមួយសប្ដាហ៍យើងអាចទៅជួបគាត់ម្ដងឬក៏អ្នកដែលមានមិនសូវជាមានការធ្ងន់ធ្ងរទេយើងអាច10ថ្ងៃបានយើងទៅម្ដងលើពីនេះទៅទៀតយើងគឺមានគេថាក្រុមដូចថាជួយគ្រប់គ្រងក្រុមហើយគេថា supporting group ហ្នឹងគេថាអ្នកដែលមានបន្ទុកនៃរោគអេដស៍ហ្នឹងគាត់មានក្រុមរបស់គាត់ក្នុងការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជួយដោះស្រាយជួយដោះជាមតិយោបល់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចរស់ក្នុងសហគមន៍បានបាទនេះជាអ្វីដែលកម្មវិធីឬក៏អង្គការរបស់ខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាបណ្ដាអង្គការក្រៅថៃបានមួយចំនួនទៀតក៏មានសកម្មភាពបបាក់គ្នានេះដែរបាទចា៎ហើយអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់គឺតកតងច្រើនពីការផ្ដល់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការការពារចា៎ប៉ុន្តែជំនាញសួរខាងអាយដាមទីផាឡាតើនៅក្នុងនោះកម្មវិធីគម្រោងខាអាជ្ញាធរជាតិនឹងជាផ្នែកមួយខាងរាជរដ្ឋាភិបាលថាតើនឹងផ្ដោតសំខាន់ឲ្យអធិភាពទៅខាងការគ្រប់គ្រងការពារថែរក្សានឹងជាអត្ថប្រយោជន៍ធំឬក៏នៅតែការទប់ស្កាត់ការពារជំងឺអេដស៍និងការឆ្លងរាលដាលជាធំចា៎បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណគឺថ្ងៃនេះគឺយើងមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នេះប្រហែលជា160,000អ្នកហើយបាទកំពុងតែមានអ្នកជំងឺអ្នកទីផ្ទុកមេរោគអេដស៍160,000អ្នកហើយយើងមានអ្នកជំងឺអេដស៍បាទដោយបងអូនមិនអញ្ចឹងគឺថាចំនួនប្រហែលជា 20,000 នាក់ហើយអ្នកដែលមិនបានឆ្លងមេរោគអេដស៍នោះមានប្រមាណជាសពថ្ងៃនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមិនទាន់ឆ្លងមេរោគអេដស៍នេះមានប្រហែលជា130,000នាក់អញ្ចឹងទីគឺការសកម្មភាពរបស់យើងគឺសំខាន់សង្កត់ធ្ងន់លើការបង្ការហើយឥឡូវនេះបើយើងស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺថានិយាយអំពីការព្យាបាលនោះគឺថាយើងនឹងអស់ថវិកាយ៉ាងច្រើនណាស់ពីព្រោះដោយលោករីស៊ីសបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំនឹងអស់មួយជីវិតណាជាប្រភេទថ្នាំពន្យានេះគឺប្រើអស់មួយជីវិតហើយម្នាក់នោះគឺថានឹងអស់ថវិកាប្រហែលជា300ទៅក្នុង400ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងមួយអ្នកបាទយ៉ាងតិចបំផុតហើយបាទហើយបើផ្សំជាមួយនឹងថ្នាំឱកាសនិយមទៀតប្រហែលថាឈានទៅដល់500ឬក៏ជាង500ដុល្លារក្នុងមួយអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងមានអ្នកជំងឺប្រហែលជា 20,000 អ្នកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាយើងត្រូវការអស់លុយប្រហែលជាជាង100,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាសកម្មភាពរួមគ្នាដែលយើងខំប្រឹងប្រែងទាំង MDM ក្តី MSF ក្តី
bà hai nâng Hope Center cái đây rồi có ông ca nia nia cái đấy cái ta room cái nia chuối đó tháng năm tuần dưới đó nè đây tụt mì đồng ế em lấy đi bán trăm tài chiêm bầm môi rồi nè thế và bầm môi rồi hai sấm nè thế để tụ bán tháng năm đời ta đời ăn miền bằng thay đối với cái tụm hôm này cả phía bà nó cứ thông thê na bà chồng pua mục rị là thay phía bà để ở tức là phải chỉ đọc liên đó là bà dân bà dân sở rộp chẳng ở cái này cứ ở phải chỉ đọc liên đó là khăn ông mùi cho nam hay những cái bình nước tư tiết đêm miên bánh hà rương cụm mà cầm bìa tiết ấy lớn đi dân miên cụm mà cầm bìa trầm mùi mơn nhẹ bà dân bà cụm mà cầm bìa tờ riêng ta dân ở lùi bà mà tiết bà hay để ập ọt miên ập bụng lại thay tòm tôi chá cứ thà cả rùm tiền cả thay tòm mẹ chỉ ngứ rùm tiền bần tục để mình làm một ông phí bánh hà chỉ người ấy cứ ta chỉ muốn tục thôn có xâm hạ bởi ra thay phí bạc đối chí này cứ bán chỉ dừng sẵn cọt thôn phong đá lư ông phí bánh hà rừng cả tục sát mình ở miền cả cho lòng thông mây thay em tiết bà chà hay lưu chạm đất nơi khăn ông trong trường hợp xu phong này tại ta bàn bằng hai nơi bị bánh hà và đó thân nằm ta nơi khăn ông nâng ở vây để thay vì ca đo xâm rạp thân nằm này chung nguồn một nụ của mùi rồi nhẹ này bài đồng mình sao mấy chứ thà ta được nông nông chỉ thà vì ca khang rập thà bị bạc lá được chỉ khang phần này chờ ông ca rập thà bị bạc sập sàn chả và anh lấy ní cứ chiêm của mùi rồi nhẹ ní cứ thà chỉ cả ông bật thom bị ông ca rập thà bị bạc chỉ và mặt chả chúng nuôi để kịp đó mà chỉ đầy cù để kịp đó mà nó dường thế vận tải sập thay ní cứ rịa rập thà bị bạc cùng vùng tè đã sầm ná sầm sầm hào thà một lần thì bị phục lưu làm bị chui cảm ếch ní kéo thả lục bật phản luôn và chẳng có sẵn là bởi những ai những chỗ đó chấm hiểm tí bí những ai những bạn thân làm một chấm luôn để bởi chui đó chỉ bởi rộn khám bởi chết để chia cả phần phái bởi rộn thả bởi bản bản tệ bởi mùi rồi nhẹ để bạn có lòng mong ní kì chia cả ốc bật thông rộn bỏ ổng cả cả bởi rộn thả bởi bản nâng bản hệ nghiệp đó chấm nuôi bà chào cùng chàng hay lúc đàn anh chị mẹ trai bàn sắp nơi cao bị phía xa rồi bọn này tì dương nơi khổng này tì mùi nơi ta hơi để bàn bỏ rộng miền chế tràn nơi khổng cảm bị thi nơi ca thay đổi xa tạm tế hay cảm bị thay đổi xa nẹ chung ngư nơi khổng mừng tì bếp nâng bắt đầu tháng năm bốn dưới nâng chung ngư ở càng này dùng mùi chung ngư bỏng tiền cảm bị thi rồi bỏ khang rịt đọc thay bị ba tạm bởi chị ở nhà thôi chết hay có bàn xa đâm nâng khang bốn anh chị nẹ tư rung cụ mùi phần này bị chung ngư ếp nơi khổng sân cung khai này phóng đại hay sơn trên đồn ảnh niên cái nhà rung chăm chả sân ca bị phía xa rồi bỏ càng bị thi dương như bây bản tích tiết chả ở vốt bán cùng rìm cùng hành đó xong tệ phía xong tệ sốc nâng ca áp phí vọt nông chân năm pi pon bay ní rê ra tha pi ba nâng anh vật chế bắp vật tham ấy đại khăn ông nô miên mét ra bay sầm khán cử mét ra pram trở ban anh nhà trong bộ chun civil muối cầm phơi nâng crop ban cầm nọ sành nhá rư cầm phơi đại miên crop sầm rập ban sẽ cầm một phép cây là pì cầm phơi đại ban mình miên mình chun cả ba crop rư crop prai đôi chế cầm phơi ban mình chun cầm chơi lùm ó rồi có cầm phương tại tục mình snow có mình có bác rộp xâm rạp xâm đại xa lập bạc bởi cửa tục xâm rạp bấm ra xe và cam xa thiên đàn nạ rư xâm rạp tục lùm ổ lẽ khán nâng đi tệ vị thi xâm rạp an ủng vọt bạch bà nhạc ní trở cầm nọt đại an ủng kết tạm xâm ná rộng bác cơ xuông mà hạp tẩy mẹ tra đọc rộng buồn chôn nạ đại phá lật thơ bên nạ chạy cam nôm chá lòng cát nôm chánh, nôm chố, rửa stock tốc nơi áo vốt cửa tục nâng cọp rộng xeo cửa bạp hết trở đoàn tiết tốc đã phân thế này kia bị pram đo đọc chân nằm. Mẹ tra một phẩy buồn, rồi dạp bê bây khai giang dũ bần tốc bị chạp ní cho dịch thơ rộng miến chân ná đại bàn căn cắp áo vốt cửa tục nâng cọp rộng xeo cửa bạp hết đầy khuyên cả nâng nhá trở dốc áo vốt cửa tục nâng cọp rộng xeo tàng nút tơ bạc cô chun xa mặt thật cạch đối chân này, xong dốc ở vốt tơ bà cô chú nhà thơ mên xa mặt cách khăn ông cầm lòng bê lực lên tổ nút lộn nẹ nâng khăn mên tổng bê ở vầy lại chắc bà đang nghe nhìn trong chùm điệp xưa tới khang lộ chậm được Lý Văn Thị bị bố tha
នៅក្នុងការដកស្រង់ជីវិតពិតរបស់បងស្រីទូចសុខិនដែលមានកូន4នាក់នោះចាហើយជាការពិតទៅគឺថាយើងបានទទួលដំណឹងក្រៀមក្រំថាគាត់បានទទួលមរណភាពបាត់ទៅហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី29មីនាកន្លងទៅនេះហើយគាត់នៅសល់កូន4នាក់ដោយតាមរយៈវីដេអូកាសែតក៏យើងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយហើយតែក្នុងករណីរបៀបហ្នឹងហើយបើសិនជាតាមដែលខ្ញុំដឹងនេះគឺលោកស្រីទូសខឹមនឹងបានទទួលនៅការគាំពៀតាមផ្ទះពីសំណាក់កម្មវិធីរបស់លោកចាអង្គការទស្សនៈពិភពលោកថាតើនៅក្នុងនឹងលោកមានជាគម្រោងឬក៏វិធានការយ៉ាងណាដើម្បីទទួលជួយដល់ក្មេងៗកំព្រាដោយឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ចោលដោយសារអេដនេះចាអរគុណច្រើនមកក្រៅពីការជួយថែទាំតាមផ្ទះនៅអង្គការទស្សនៈពិភពកម្ពុជាយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយទៀតយើងហៅថាស្វែងរកមេដាវេដាដើម្បីបន្តដូចជួយទំនុកបង្រំទៅលើកុមារដែលឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដយើងហៅថា foster care នៅក្នុងនោះគឺយើងបានស្វែងរកអ្នកដែលជាគ្រូសាស្ត្រចិត្តដិតទៅនឹងកុមារនោះឯងដែលជាម្ដាយមីងម្ដាយមីឬមួយក៏បងចដូនមួយភាគច្រើនអ្នកដែលមានសាច់ញាតិចិត្តជាមួយនឹងកុមារនោះក្រោយមកទៀតយើងអាចរកអ្នកដែលមានចិត្តសប្បុរសក្នុងការដើម្បីយកកូននោះទៅធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមក្នុងការជួយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបាច់បាច់ថែសារកូននោះឲ្យក្លាយទៅជាបុរសម្នាក់នឹងគេនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទៀតផងដែរកណ្ដីដែលយើងរកឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបានហើយនោះគឺថាយើងនឹងជួយផ្ដល់ជាសម្ភារៈហើយនឹងថវិកាមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនោះគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួយបាច់ថែសារកូននោះដូចជាយើងផ្ដល់បានផ្ដល់ជាថវិកាខ្លះហើយនឹងដូចជាអង្គសម្ភារៈដទៃទៀតសម្រាប់កុមារនៅសាលារៀនបាទចា៎នៅដូចជានៅក្នុងករណីជាក់ស្ដែងករណីបងស្រីទួយសុខីនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងមិនទាន់រកដូចជាម្ដាយឪពុកចិញ្ចឹមឬក៏មនុស្សធម៌ខាងតាមមនុស្សធម៌ណាដើម្បីជួយឬជាមេមជ្ឈមណ្ឌលនេះនោះតើនឹងគិតយ៉ាងម៉េចដែរចាភ្លាមភ្លាមដែលក្មេងៗត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងគឺថានឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគមន៍នៅក្បែរនោះក្នុងការបាច់ថែអាសាកូននោះម្ដងសិនហើយក្រោយមកទៀតយើងនឹងផ្ដល់ជាសម្ភារៈដើម្បីជួយបឋមយ៉ាងណាដើម្បីកូននោះឲ្យបានថាមានជីវភាពរស់នៅដូចគេដូចឯងក្នុងសហគមន៍ហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងក្នុងការស្វែងរកឪពុកឬក៏ម្ដាយចិញ្ចឹមសម្រាប់ក្មេងទាំងអស់នោះឯងចា៎ហើយបន្តទៀតផងព្រោះថាមានប្រសាសន៍ខាងវគ្គទី1ហ្នឹងមិនតិចដែរពីរឿងបញ្ហារាជរដ្ឋាភិបាលលោកនឹងកិត្តគូជាបន្ទុកចំពោះកុមារកំព្រាចា៎នៅក្នុងករណីហ្នឹងថាលោកអាចជម្រាបបានពីបងរងកម្មវិធីអ្វីខ្លះរបស់អាជ្ញាធរជាតិចា៎បាទគឺយើងសប្ដថ្ងៃនេះគឺឆ្នាំ2003នេះគឺយើងអាចសន្មតថាយើងមានកុមារកំព្រាបាទគឺមិនសន្មតទេគឺថាកម្មការវិភាគរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលវាតម្លៃថាយើងមានកុមារកំព្រាប្រហែលជា60,000នាក់សប្ដថ្ងៃនេះគឺដែលជាឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដដូច្នោះគឺបន្ទុករបស់កុមារកំព្រានេះគឺមានច្រើនណាស់សម្រាប់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលដូច្នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលដែលយើងហៅថាអញ្ញាធិបតេយ្យជាតិវិទ្យាជំងឺអេដគឺជាស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកការងារអេដនេះគឺយើងមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដើម្បីនឹងឆ្លើយតបនឹងការរាលដាលនៃជំងឺអេដចំពោះបញ្ហារួមកុមារកំព្រានេះគឺយើងមានគោលការណ៍ថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដល់កុមារកំព្រាអញ្ចឹងទីគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកគឺយើងបានផលិតខ្សែវីដេអូមួយហៅថាក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារហើយខ្សែវីដេអូនេះបានផលិតហើយបានធ្វើការចែកជូនទៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងហើយក្នុងនោះគឺគោលសំខាន់នៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមនោះគឺត្រូវតែទទួលជួយថែទាំដល់អ្នកដែលកុមារកំព្រាដែលបន្ទុកមានដែលជាបន្ទុកបាទរបស់សង្គមគឺដោយសារឪពុកម្ដាយបានស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដជាក្នុងនោះគឺមានន័យថាគឺខ្សែសំខាន់មានន័យថាដរាបណាដែលយើងគិតថាកុមារកំព្រានេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងកុំឲ្យគិតថាកុមារកំព្រាគឺជារឿងរបស់អ្នកដទៃ
ือจีเรื่องบอกยังไงต้องออกนี่มันได้ท่ายังจู่กูมากรมเพื่อมันแม่ขนมเนียมจิมมนุสทอเตมันแม่จิมขนมเนียมมนุสทอเตคือจีกาได้ทว่าวินิยูกดำใบอนาคตระบอกครูนยืนวินิยูกดำใบอนาคตระบอกโกนจางยังตะเปียกราวเพราะสั้นบางยืนมันคว้าระวลจมูกกุมารกุมภีร์เตียงประมุ่ยมือเนี่ยนุตีจังคือไงคราวกุมารกุมภีร์หนึ่งปลายเครื่องยืนไงคราวกุมารกุมภีร์หนึ่งทวีวิเชตกรรมนกนงสงกุมโดยเฉพาะคือครูนยืนโกนจ่ายยืนเจเนตตัวก่อตรังโดยเฉพาะคือกาพดดอนในมโหบอาหารกาพดดอนในกาควอมโตรกาพดดอนในกาโอกาแตงไลในคณิตรมีนโดยเดียวโดยเฉพาะโอกาสขนมการศึกษาจะดามกู้จีการจำใบกู้จีการตับกิจระบบยืงแต่งออกนี่สนาจีไปยืงมันทั่วมันดังเทคือปัญหาคือหนึ่งบ่หมอทะเลมันเลยยืงแต่งออกนี่โดยเฉพาะคือทางกระไรนี้คือจีสหน่าสำคัญนะได้กรุ๊ปชวนธนาในขนมสงกรมแต่งปีสหกรมแต่งปีกระทรวงมันตีนี่คือถ้าเติร์นทุกอย่างด้วยได้คือดอลการควบคุมตัวดอลกุมาได้ปกมาได้บานสลับได้สายจิมือเอ็นี่จังคือถ้าเตียงแปะซองก็อาจช่วยบ้านเตียงสหกรมหรือก็เนี่ยจิตค้างหรือก็กระทรวงมันตีมันดัดติดติดติดคือแต่ตั้งแต่ดอลการควบคุมจ้าในขณะนั้นคือถ้าขังไอ้ดอมทีพลาเมื่อภาษาปิตาบงก็ประเดาแต่เลยสำคัญก็ท่าการประเดาในการความโตนั้นความโตหายปัจจัยจำนวนสำคัญอันติเพศสำคัญก่อนนู้นแต่เลยการตีได้จ้าปัจจัยในขนมนี้บัตรเสนอเยื่อประเดาตรมขนมการในได้เนี่ยได้กรมกุศลได้บานฉลองแต่หายดิฉันเนี่ยนั่งวิจัยทะเลมาเลยบรรทุกในขนมการปีไทยศาสตร์ตามพื้นฐานการประเดาทนายนำไปปัญญาชีวิตไอ้ขณีบานรู้ยูนำไปจีบงโก้แต่ขนมกุศลนำไปจีบเวียงในการทะเลสถานภาพบอกกับมากรมเปรียดในหนึ่งเตยเชื่อมันตกทุนโดยเชื่อคางไอ้ดำที่พลังมีประสาทเหม็นจังบอกงงวิ่งคืออาจจะตรงตะคางลูกเรซิสโครงการประดอลทนำนำไปช่วยทุกอย่างน่าเอาเนี่ยจำนวนโรงพยาบาลรูปบานยูไทยกูนไทยเจ้านำไปกับมาคลายที่เชื่อกับมากรมเปรียดให้ตัวเลขได้เลยไอ้ดำที่พลังมีประสาทไม่ผมมวยรวยให้ขนมนั่งผมมวยรวยนั่งตาองค์การสกุลครูไปทุกโลกตัวบ้านประมาณไอ้แดงใจเชียจวบหลบนั่นจ้ะในร้านนี้ยังคนชราเนี่ยจะสมนุษย์สำคัญมาพูดยังบ้านในร้านนี้บรรจัยมรัยฮัสเนี่ยจริงมันต้องยังจังเข้มจังพรัตติกแก่อภิปัญหานำปนีอาจารย์อันนี้นำปนีเชียดนำสำหรับวิริปนเตมันเชียดดักเตนะอันนั้นที่พี่นำปนีนี้ปีบ้าบ้านสันเจียงจังไอ้นำเติมมนุษย์ชราแต่ละจึงเงินชรามีปัญหาชราอันตาตรมีนลอยชันดอกเนียลูกเดียพลาพรพายตรมีนนักครูเป็ดในครูเป็ดบันปุกแคบเชียบาลในสควอตนำจุบาลวะตรมีนกันแรงพินิชินอันนั้นตรกันแรงเชียบาลอันนั้นดัชนีอันนี้อัศสูรอ้ายเนี่ยจึงกระชันยังเตรยังเตรอ้ายเนี่ยจึงกระชันปีโปรโลดอกในลูกนั้นเย่ท้ายยังเตรช่วยอันนั้นออกไปงาชีวิตสำหรับกับเพียมินกุมารกุมภัยอันเจ้านำนี้นำปนีนี้ยิ่งตรอยชวบโลหิตบัสนี้มันเล็บชวบติ่งเตียงโลหิตอันนี้มีปัญหาท่าอันนี้ประสิทธิภาพตัวนี้คล้ายวิรุสกวาดน้ำอันนี้คล้ายอันนี้ประสิทธิภาพตัวนี้เล็บชบเล็บชบเอ็นจังอัดเตียงตัวนี้ตัวนี้มันเล็บประสิทธิ์แต่เมื่อไอ้ที่อัดช่วยเตะตัวนี้ยังเตะกับประหยัดถ้ามันใจน้ำไอ้กำลังตุ่นเต้นสระไม่อันจังอันนี้ครมีปัญหาท่าเกล็บไอ้กำลังอัดสควอลมีสบไซตรัมเตอร์เกออัดปรับจุดบ้าว่าท่าเตอร์เล็บน้ำยังไม่ยังแม่นประมาณครัวไอ้มองเตียงไอ้อ๋ออันจังอันดูสเนครอยดูเนี่ยขัดเล็บน้ำอันนี้ครอยมีสระแม่อ๋ออันนี้ครอยมีปัญหาท่าวิรุสควอลนั่งอันนี้ครอยเนี่ยครอยปุ๊บปีบาเชียบาประชิดจุงขึ้นมาเยอะเยอะท่าresistant บางเปียกภาษาเปียกท่าดักถนำเต้คือถ้าไปยึงปลามันบานหล่อบานมันบานตรมเต้ตามแต่ขณะวิจิตรแต่งจมนูนปริมาณให้แต่งปีบริบาลจะบาดล้อคือโดยเฉพาะคือหนึ่งเปลี่ยนเพียบส่วมบานในท่าถนำนั้นปลาเลือกกราวเต้เล้งมีประสิทธิภาพจังนักน้องโลริซิสตาการใจถนำนั้นเหมือนมีนท่ายึงจอดแต่ใจถนอมปีปรดในตามขายคันจุนบอดในโลกโรครูที่ปุ๋ยดอในขนมในกาในคางบองสไลตุสเคมนั่งเอิญลึกจิกาในมือดิซาดิยงบานเคยในขนมสายวิดโอตาโรงจำแต่เนี่ยจมือมาคางองการโลกจอกชมุสมแต่มาด้าหรือมวยยางไม่ได้จ้ะ
มาอันนี้จะปีบ่าปีพรุ่งเราเรียกยมพระได้นั่งปีบ่าไอ้นั่นมนุชราในเหล่าอันนั่งนักเฮ็ดปีบ่าได้ปีพรุ่งอัตตอนมินครูเป็ดไอ้บ้านนะบ้านเรียนแต่งออกโดยเฉพาะธรรมดาเกี่ยวกับสิ่งที่มาปีเฮ็ดอันนี้เกี่ยวกับนี้เกี่ยวกับมาออกน้องแตนปันแตนมินปันแตนเนี่ยคร้อยเกี่ยมต้องท่าสุขภาพปีบ่ามินกำรุงสำหรับอันนั่งอ่ะได้ไอ้นำผลนี้นั่งนำจุดเงื่อนโอกาสในยุ่งนักเฮ็ดได้จังอันนี้สำคัญอันนี้ปีพรุ่งยังตรวจเกิดง่ายอันนั่งยังตรวจปีบ่ามนุชราบ้านสัญจรปีบ่าแต่งออกนี่อันนั้นน้องแตนจะแต่จะรับโชว์อันนั่งอัดโซโล่ได้โดยเฉพาะยังกำปองเกิดปีบ่าในเฮ็ดได้ปัจจัยยังตระกาประหยัดอันนึงเตอร์ต่อเป็นบ่งบ่งนะอันนี้ยังตระช่วยอันนี้บ่งเรียนไอ้ต้องปัจจัยลิมติกปัจจัยจะคือทางโครงการในโครงการฉีดบาลนี่คือทางเตอร์แต่ตีมุ้ยคือทางเตอร์เบียนกำรัดในโครงการปลารอบกรอบเชียมซอนุ่งอย่างโดยใดมาเบียนปัญหาเรื่องอันนี้การตาเมียนจำในยาฮากรุกรันไอริเตตาเมียนการพิบาลกรุกรันไอริเตบ้าบ้าจานหลุดอันนี้จะตีมิตรีเวทีปีระบบการวิทยุงก็ดอกเปลือกกำหนดติดตาให้ให้จังในช่วงกระทรวงใจหลุดอันนี้รงจำตามด่านการพิพิษาในเวทีใบระบบการวิทยุงได้จะเวทบรรจบจ้าไม่เป็นบันทึกติดมันท่าตีนะหรือเป็นไง Number One ในตาชีมัดดอลล์ออร์บอนเนี่ยขนมกาบังกาชมือเอ็ดหนึ่งกามรูปชาแนลขยมกิจสรณียาสมจับปัญหาการปิดทีสำเร็จการปิดจีจีบันตาตัดเตี้ยไฮแดนในขนมเป็นนิจิแวะจงคราวในที่ยื่นในยื่นกงปุ้งแต่พิพิษาคณิจุงเป็นเลือดประเทศบอดการต่อสู้นังจมือเอ็ดในขนมแวะที่ปีโลกเรซิสบานเป็นเจ้าปีโกลกาโครงกาตัดตัวดอลพนำปิดจีจีวันนี้ตัดดอลเนี่ยจมือเอ็ดให้กับบานมีนประสาทาคังไอ้ดำเตี๋ยพล่างคังรีดรับทับอีบ้าลูกก่อนนังมีนกุมรงใจใจในขนมทำในผ่องได้จ้ะตาไอ้ดำอาจจะมีนเจาะบานตาโกลกาบริรับทับอีบ้าลงกาใจทนำนี่สำได้ตะลือจุดบอดเนี่ยใครกรอหรือมุ้ยก็ท่ายังน่าเข้าพลายปีคังองค์การรีดรับทับอีบ้าได้จ้ะสังเกตมาขึ้นมาจังจำเพียบจูนได้ท่าไอ้เลยนี่คือรัฐพีจุดปูมุกบ่อยเยอะคือมีนแต่สับทั้งไงนี่คือมีแต่องค์การการวัฒนธรรมอาเทศได้มาจากจำนวนได้ประมาณหลายยืนให้ในปีขังมกทีคือยืนหนึ่งมีนทวิกามูลนิธิพิภพโลกดับใบการวิธีเอ็นี่ยืนหนึ่งสมบานคละจำพวกสิ่งใดตัวการได้ทมว่ายืนมีนเชียงปีเมื่อเนี่ยนี่ปัจจัยจำบานจองจำรีบจูนองปีเละขั้นได้เกิดท่าหนึ่งอาหนึ่งประดอลธนามปัญญากรรมนาเป็นจีอายุชีวิตดาวเนี่ยตกมีดอกเอ็นนี่คือดาวเละขั้นเอาไว้คละคือท่าตีมือคือเละขั้นวิจิตรศักดิ์คือดำเริงจำไม้คือท่าเก่าเสกาเชียมซอนี่คือประเภทเศรษฐกิจนี่คือกราวปีโรยบานยังอ่านหนึ่งตัวธนาบานนี่จีกันตีมุ้ยและคันตีปีคือเนี่ยจงือมันเติมเงินจงือโอกาสในชมเตอติฮอธาจงือระเบงหรือก็จงือเซมเซงทิศคือเติมเชียบบาลอิเชียสันมาและคันตีใบทิศคือเนี่ยจงือนี่เติมเงินกาตอบรักษาตรมตรึหอยหนึ่งเงินกาตามด่านนั่งเตียงตรวจมามันอายหนึ่งมันอายหนึ่งประนามบานหอยจำไม่ได้คือเติร์ดแต่เนี่ยจึงเงินนี่คือเติร์ดแต่ครูนอายคือถ้าอายหนึ่งกรุ๊ปตามวิจัยมินเจียมีนกาไออายหนึ่งมอบิกรุ๊ปจมวันหนึ่งกรุ๊ปเป็ด
làng bình bà hay tình tâm mình cứ chạm mạnh đây cứ thế này chỉ người tự nhiên à ha hỗn chốc cướp quan phong đại đảm bảy ai nên tự tu tham chế bà nô cứ ni khai cứ chỉ lệ khăn chạm mạnh để không cả để này chỉ người ai nên tự tu không tham chế bà mà chẳng khơi tha tam ca xa đồng nâng bỏ miền để dương ban chạy khi này khơi tha miền lập tập hiệp tịch tụ na nơi không cả để dương bưng bài lư rư cả tha rụng bưng từ lư thân nam bình chỉ chỉ vật ni thì mỗi miền đầm lại thay thì pi dương từ cả thà vi ca từ cả sathan tập hiệp lệ khăn tràn chỉ thì bồng phật cha bọn ta bớt sân dương nghĩa mà mơ nơi không bình đất lư cả đời này bỏ ngỡ lục bút tra với những cứ tha lục ta từ tua thân nam nó cứ không phèm của mùi khai trong cao như thế còn tay là tam đánh lộ mình phải sạc bị nông con tim mùi nước tha lộp xong là tha ở chỉ vật nông bị đoàn ta hai môn bàn màu tù thân bằng tay ai bằng to chỉ vật đủ riêng miên bàn để xa cầm lăng chất để bàn bắt đầu từ kháng bị kháng cồng cổ xa vì thế này cứ chỉ cả đàn này mùi chỉ bị xe phong đài để là cô chỉ cả chạp ở rộng chẳng là nông cao này bồn kháng dạy phụ thị vi bàn chơi chơi rôm nó trong chun chia qua đồng miên từ từ này cái chân thà ta từ không rồi dạ bê pram cho năm cho muối cái miên đi ta phải ôn bàn đo nơi cầm lăng chặt giang na để bàn lại ôn bồ đà bàn rùa lo đo lời chặt nếu khi nhóm lực tập chặt quạt đi chấm po tăng pi quạt chưa đồng bồ nếu khi nhóm mười quạt lôi lình tay nếu khi nhóm đo cầm lăng chặt ai quạt thà bọn anh mình bạch kết ai chơi anh tê gì vượt dương ngày nã tụ bay dương viên lối có sập đài chẳng nên nhầm như vậy thà công kết ai chơi anh kết ta bị sợ bài chết tự tụ bay dương ót miên lối rư mùi còn miên lối còn nên nhầm chết tự lo cầm lăng chết ai quát đó thật mình bạch kết ở bay đằng ót đại dương tự tụ ban khâu hay thôi mà dương chỉ chơi luôn thôi tụ bay dương kết có ót phai bây giờ ban một bình đài dương cả thà thương mất ai chỉ vượt dương từ một đại ban sập sợ bài kết thà cất ta bị hốt hơi nắng sờ bài chật mình bài cất ở vậy chơi anh tê tụ bây là quạt chư khăng bàn na còn niềng nhâm nói viên cầm lăng chật rồi hốt là khơi bàn đo tụ bây quạt hốt ban còn niềng nhâm thả răng hốt tới chỉ vật dương tới tới ruộng ăn miên sáp ấy tụ bây thả chư khăng bàn na còn đòi ăn miên lôi còn đòi chỉ cá bớt na chỉ cá bớt na là chỉ vật chung ruộng bàn một tuần lần bên ấy cứ ở sài gòn xa một phần bọc trong quạt trẻ thân nặng thân nhóm hay quạt che lực đo được cầm lăng chết bọc trong hay ở vậy để sống khăn chừng ấy ở lần ấy cứ trong ban là thân nằm còn gì chỉ vật nắng prapra hay có một tay ở vậy để sống khăn để trong chọn ban cứ prạ sầm rập ở nông ca chỉ chăm chỉ vật hay bây giờ bọn ấy trong cùng phòng tại bây giờ đây bốn nó cùng phòng tại sáu chết nông nông bầm ra nông ong ca muối để hai ta sáu mà cùng sạt sáu là mấy áp vật thôn thiên mà nông nương vận tải cùng toàn miền là prạ khai là lại thì bạn này dương trong ngành kinh nghiệm đại bộ nó không bằng to su nông trại chỉ vật là bởi chui khôn ai phóng nông chui mẹ chụp người bị khi phóng hay nông chui đó nè chìa phong là mới ở kỳ vô bị bệnh ha hết này ban chụp bạc tại mà đồng và lúc nông nông đấy mà tam này khi nhóm ban từ tu phật miền nắng nó cứ tha khang lục sậy bột thiệp vi nắng cứ tha mình miền từ tu chlòng là Chà. HIV nâng tí nữa chá mẹ rộng nâng tí thà ta nâng không phải dạp bê rùa nơi chùm mùi khní pram cho nam nâng ta nguyên vị thi ấy chế bí xe xâm khăn này á chui lục sợi ấy chế phật bí ca cho lòng nâng bàn chá chá nên khi nhóm đã bàn bàn chùm lòng bí rùa xa lý nhóm đuổi lược bí quần để chá bí đầm bông lái quật đăng khu nha quật nâng chư khăn quật bàn thật xua lục rục bẹt lục tớ là chẳng tế lục rục bẹt của quật thà vì từ ngày nắng tới buổi chọn cây nơi mùi cửa sải từ tại preso mà làm mày chỉ riêng rõ đòn chứng gột niềng nhóm gột chăm bịa quạt quạt gột tam ở lục rùa bè đại quạt đo phật xa ấy nó gột chỉ đặt rục tam ở đồng đăng bạc quạt chứng gột ban chi phật bị cửa thân nạ mùi đấy nó đòn cha ông công trang hay đôi chi tu tu cái sự kiện chuyên ban chế phái kịch thả khang lô của bút tra hay nâng khang lô sợi bút tivi luôn nơi chúng mình niệm làm cho năm mình nhìn lòng y tế cha ai đây xa tại cà pìa vị thị cà pìa chẳng chia bây giờ để xét so nơi không vẽ trong cái này trong trong chun thực hàng việc mình nhiều dương tận oai đã bánh châu nơi vị thị cái tiên giang na đang bây sập sai nơi phàn ca nơi có vị thị cà pìa làm bay thôi giờ nay dùng to su chúng mới dùng ế nó to thật tiệt chả bạn khi mà bạn trong trong việc chuẩn đấy cứ thà ai lấy đấy dương khởi thà cô xa mùi đít cứ chỉ cô xa
cứ chịu tia ho mũi khi nông nghiệp nóng cô xa đó chưa ra để bàn bà bỏ lại xa chẳng ngực ếch lên nít cái dương khơi thà dương miền đập và mùi mơ nẹ để cùng tiếp tục mê rộng ếch còn bàn tay ở vậy để sầm khăn nó cứ dương tờ sầm cọt con thà cả bóng ca chỉ cả sầm khăn ở vậy để dương bàn bằng hai còn lòng món nít dương khơi thà thạ vị ca rộp bỏ chi rộp bỏ sông cung đọc bệnh đọc xài bàn hai chẳng ngực ếch nít cứ miền chả nạ cứ ôn thạ vị ca chả nạ đối chứ nét cứ bỏ một lưu rương và bóng cá mình hay đặc biệt đây để chỉ đòi cả bóng cá nếu khi bạn chọn lực ở thì họ vẫn chạy đấy cứ tha đôi chuyện được không xài video để dựng bạn và tu sân là bài mình ấy nhưng khi khơi tha bài nhà sầm khăn nó cứ thật nơi trong đây tha nhẹ để chlong lẹ khăn để cả chlong miệt ruột ấy cứ về chi phù hợp tu tư mình bán vô thì bà vì phù mình bán vô tha ca để lệ khăn để ca cho lo nấy cứ thao thà em từ chuyện mệt tiền bà em từ chuyện mệt tiền tiếng 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 cúc vì nhiên tiếng trầm bà ưu thì họ thà nề nơi không nề bà đầy nơi không đầy bà chấm một con thùng khẩn có ôp từ tiết từ chuyện có đạp lưu số và ru tiết bệ đồn từng pì nó cứ cầm hơi đã cái đấy bà hậu điều cho nó cứ thà lâu sau thì mua thế cứ lâu sau thì khu có bán thế bà và đây khu các bác thử bốn đời xa sổ ra tiết rồi có đời khử nhiên tiết đôi chứ nó cứ ơ tèm đòn đôi chứ nó cứ cờ lòng máu với chị bố rõ riêng thằng ơ một ai nâng đăng bán thế thả ta sẽ thả nập hiệp để sài hà ni rùm phết ni cứ chỉ sẽ thả nập hiệp để ai nâng sầm lập ở dụ chỉ vật bán luôn cứ mình ai dù thế chúng ta dương nâng chui sắp sai từ chi dự tình nghề ca dạng nào tới đầm bây vừa thả ếch ni bia miền vật miền được không bà bà chị du hết nha bà lần này cứ tha dương thời bị chẹt tha sát than là phía em để chẹt bà là bài ni rụng phớt bài ni cứ ai nên nghiên cứu cả đó ở dụ chỉ vứt bà person bà dương vô cầm bát rồi vô cầm phương để chặn được bánh cứ thấy một cô dương cô cái này cứ tha thở tè to tăng này bạn thấy mình cái gì bị hương sanh hai dương đau luôn tiếng cai tiếng chết bao dương tơ tầng bởi khi hay sự thàn phiền bạn này bạn dương niên ca chlong rồi hốt đó từ mười rồi nè không mười tháng ngày không cho năm mà còn một rồi cao sự buồn mười tháng ngày chlong mười rồi nè ấy lấy cái cho năm pi còn pi này cứ mười tháng ngày dương chlong một phẩy nè à sai rồi lẽ khăn này ca chlong này cứ mình vô tha dịch cái đấy này ha ai chậm lập bàn thế mình lúc đấy tụt chết cái này sờ lạnh cái này ai chậm lập cái bàn thế cái này hay cứ chỉ bài nhà đó tầm khăn tầm bây giờ nè chụp rút chun và phải chụp rót cốt rút ở chỗ đằng hay chỉ viên mệt tên cái thà sát thàn phiếp cố ta mình mệt tham mình ao dương sai ha thế mình ao dương ruộng phê thế còn tai dương thở tại miên khao thà vị thi bằng cả chà. Vị thi bằng cả hay chưa chạy lược luôn ấy hay chỉ viên chỉ bị xét cương đại bồng bốn sờ vần hay bây giờ ai nên chia ban được không sát thàn phiếp nào mới cứ dương thở tại miên hay thà bật bị sau rồi cả thằng bầm nân chỉ vượt bao nhiêu cái đồng tụt tôn sản phẩm nó, dạng đôi đấy làm bề cầm oi, thề chồ chồ tự đo nông sản phẩm để đo dài mình bán luôn. Chắc không chạm đất. Bà nhưng ai cái phía trên môi những đồng tiền còn lá, cái thằng xa đã kiếm trăng bên chẹt nửa lần nghịch ní, cái đồ chín được ngày ní, cái thằng dương nó sao khu cơ bào môi đã dương ai ca pia bàn, sản phẩm dương nó cầm oi miếng cá chlon trên người này bàn, chỉ biết xét. ប្អូនយុវជនយុវនារីដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យបន្ទាន់មានរៀបការនោះគឺជាឱកាសមួយល្អមែនទែនដែលពេលនោះខួរក្បាលបងប្អូនបន្ទាន់មកបំពាក់ដោយគ្រឿងស្រវឹងដោយសារជាគ្រប់ឆ្នាំដោយសារជាគ្រឿងស្រវឹងហើយបើសិនជាប្អូនគិតថាគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលប្អូនត្រូវប្រឈមមុខហើយគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលប្អូនមិនការចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយជាងនេះសូមឲ្យប្អូនជៀសវាងយ៉ាងណាមុនពេលដែលប្អូនរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មេត្តាសូមកុំឲ្
ແລະມົນຮຽນອະເປຍຍັງຖືຕາລະສາພິບບໍສັດພຽງຄະນີ້ໂຕໄປຕໍ່ມາຍັງຄືຈະສາຫມູ່ໄດ້ຂ້ອຍຈັ່ງມາຈັກໃນທາງນີ້ແບບຈ້ານີ້ດັກຕໍ່ຂ້າງລູກບຸດຕາຍັງຫມິດໄດ້ຈ້ານໃນក្នុងນັ້ນຊິພິເສດອະໄວໄດ້ຊິເມຮຽນໃນບານຮຽນບານດັງຊະລອງກັດກະລອງມາຈ້າບາດສໍາລັບລູກຂ້ອຍເນາະຈິນະຈຶ່ງເຮັດໄປຕໍ່ຕາມດອງ ກະທາໃນທີ່ຈົ່ງກ່ອນນີ້ຄືຄົມມີຕາຍກັບດັງພຍາຕໍ່ດອນແນັກກັດ
đôi khi nè các em đôi khi nè không trên là chạm Campuchia nhưng cứ tham bên trên nè các rộp nè đến xung ơi nè tiếng lúc cùng ơi ở sân khấu nông trại chỉ vẫn cứ từ từ che từ to su nông trại chỉ vẫn lang nè phụ tại là nãy cứ dừng bên sê va tham ở cả này dùng có đôi chi sê va tham bên dưới đôi khi bom phun từ từ một rô sê va tham ở cả này dùng có đôi chi sê va tham ở cả bên dưới nữa sê va tham bên dưới nữa nó tam một tí bên là tí cầm phong bính hay dừng không khất không rằng che sạ ca như ná nằm bay một bệnh tim bệnh là bệnh trục bị nứt sau khi tiếp chỉ muốn là bị chết bệnh nứt là bệnh dùng cao cao làm như bạn là tiền to tới tới người ta mà với đại độc tử bạn ơi cao cao nó riêng ai độc bạn dụng vài ngày số bóng cũng không có sân khấu mấy kim kim chọc bị chết đấy cứ than được chậm nứt mũi đại dương mình bàn thì dễ cứ âm pi bảy hà sao mà nào mai đi cứ tha lời này dương khơi cả cả này cho bạn lo hỏi cứ tha ôn sân TV ní mình ai cho lòng bị rút à sai đời ôn khang phong lúc cứ tha bị nứt แต่ชีมตอนเปรียบให้รีกามาดอกกุศลตอนเปรียบให้หายบานปราบปราศรามน้ำไอโบปนก็อายบานเหมือนฉลองมีโรคเอทหายอายหนึ่งปราบปราศในขนมงุ้มกุศลจังเต็มเนี่ยแต่งลายหน้าได้เบียนกาซ่องไส้ดอกได้กูแต่งลายหน้าคืออายเงินสักกาปีอายุชีวิตบอกลุ่นโดยใช้สมัยแต่ขนมกุศลอะไรนี่คือท่ากาปราปราศรามน้ำไอคลายแต่เกี่ยวเรื่องธรรมดาสมัยศรามน้ำไอคลายโดยเจี๊ยบบอกสามัญสามัญโดยเจี๊ยบแหวนตาโดยเจี๊ยบเบ๊กโดยเจี๊ยบเนื้อการจังโดยเจี๊ยบสมเชิงจังคือเอาคลายแต่เจี๊ยบทุกได้ปราปราธรรมดาธรรมดาสามัญก้มเอาท่าเนี่ยปราศรามน้ำไอสดเต็มนึกโคตรจังกิจท่าศรามน้ำไอมันเม้นสำรับแต่สตรีโรคสิบเพลย์เพติคือสำรับต่างออกนี้สมใบแต่กรุษาประเดี๋ยวปนกระดอยจบมาจิกับเบื่อหน้าไอ้น้องจ้าจ้าตอนนี้ยังตุลยศในกิจจนจิตมิตรัยในกิจยมพิศรณยาสมฝ่ายมนาคุณจมพัวกายกจัดตกดะตามด่านสนับระบาดโลกนั่นเองให้ออกคนพิจิตรจะอยู่พองได้ในกิจยมสมออกคนจะทำไมมาดังเตี้ยนในสมชมเรียบเรียจ้าชมเรียบเรียจ้า